trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Futsal Nepal trong khuôn khổ lượt trận thứ hai tại bảng D vòng loại giải Futsal châu Á 2024. Bảng D vòng loại giải Futsal ASEAN Cup 2024 thi đấu tại Mông Cổ. Ngay lượt trận đầu, đội tuyển Futsal Việt Nam thắng dễ chủ nhà Mông Cổ 6-1. Trận còn lại đội tuyển Futsal Hàn Quốc đánh bại đội Futsal Nepal 5-1. Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, hai đội tuyển Futsal Việt Nam và Hàn Quốc cùng giành 3 điểm, nhưng các cầu thủ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng do có hiệu số tốt hơn. Ở bảng D, đội tuyển Futsal Việt Nam được đánh giá cao nhất. Các chiến binh sao vàng môn bóng đá trong nhà đã có hai lần liên tiếp dự vòng chung kết World Cup đó là các năm 2016 và 2020. Thầy trò huấn luyện viên Diego Justori hướng đến việc lần thứ ba liên tiếp dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Đối thủ lớn nhất tại bảng D vòng loại giả Futsal ASEAN Cup 2024 là Futsal Hàn Quốc. Tuy nhiên nếu bóng đá 11 người Hàn Quốc vượt trội hoàn toàn so với Việt Nam, thì ở môn Futsal tình thế ngược lại, ở ASEAN Cup 2022, đội tuyển Futsal Việt Nam từng giành chiến thắng với tỷ số 5-1. Trước khi gặp đối thủ là Hàn Quốc, thì vào lúc 16 giờ hôm nay mùng 9 tháng 10, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai gặp đối thủ yếu là đội tuyển Futsal Nepal. Dự báo là thầy trò huấn luyện viên Diego Justozi sẽ bỏ túi thêm 3 điểm nữa cùng cơn mưa gôn đậm đà trước khi tranh ngôi nhất bảng với Hàn Quốc ở lượt trận cuối vào ngày 11 tháng 10. Trình độ Futsal Nepal còn kém hơn Mông Cổ do mới kích hoạt phát triển môn bóng đá trong nhà nhờ sự trợ giúp của AFC, FIFA và Nhật Bản nên kỹ chiến thuật còn rất vụng về. Nepal mới thua Hàn Quốc một năm, trong khi Hàn Quốc cũng là quốc gia chỉ mạnh bóng đá 11 người và lần gần nhất Phúc của họ thua Việt Nam đến một năm khi dự vòng chung kết ASEAN Cup 2022 tại Kuwait. Thêm một chi tiết nữa, theo bảng xếp hạng FIFA ở môn Phúc đội tuyển Việt Nam đứng thứ 39 thế giới trong khi Nepal xếp vị trí 148, điều đó phần nào cho thấy sự chênh lệch quá lớn. Không quá khi nói, Gặp Nepal ở lượt trận thứ hai này chỉ là cuộc dạo chơi đúng nghĩa của thầy trò huấn luyện viên Diego Justori. Sẽ không bất ngờ nếu như đội tuyển Phúc San Việt Nam lại làm nên trận mưa gôn vào lưới Nepal. Ở chiều ngược lại nếu như Nepal có thể ghi một bàn thắng vào lưới đội tuyển Phúc San Việt Nam đã được coi là thành công lớn của họ. Vòng loại Phúc San châu Á năm nay tiến hành theo phiên bản mới là phân nhóm hạt giống và bốc thăm các bảng trên bình diện toàn châu lục. Điều này khiến cơ hội góp mặt ở vòng chung kết của các đội Đông Nam Á nhiều hơn do trình độ cao hơn nhờ làm quen với Busan sớm hơn nhiều quốc gia ở châu Á và đầu tư cũng mạnh hơn. Vòng loại ASEAN Cup 2024, các đội châu Á được chia làm 8 bảng đấu chọn 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết năm 2024 tại Thái Lan. Vòng loại San châu Á 2024 có 31 đội chia làm 8 bảng, trong đó có một bảng 3 đội và 7 bảng 4 đội, thi đấu ở 8 quốc gia. 8 đội đầu bảng và 7 đội nhì tốt nhất sẽ giành quyền dự vòng chung kết cùng đội chủ nhà. Để chuẩn bị cho vòng loại, đội tuyển Việt Nam đã tập huấn tại Nam Mỹ hồi tháng 6. Đội mới đây có thêm 2 trận giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh với đội tuyển Futsal Hungary và để thua 1-4 và hòa đội số 4 thế giới là Futsal Nga với tỷ số 3 đều. Chúng tôi đã có những sự chuẩn bị rất chu đáo. Đặc biệt, hai trận giao hữu vừa qua cho thấy sự tiến bộ của các cầu thủ, ông Diego chia sẻ. Tôi đang vận hành hệ thống mới với những nhân tốt mới. Tôi hài lòng vì sự thay đổi đó đã được các cầu thủ thực hiện tốt. Nhưng cũng còn nhiều việc phải làm và điều tốt nhất để hoàn thiện là thi đấu, cọ sát ở nhiều mức độ khác nhau. Huấn luyện viên giữ tốt gì 45 tuổi, từng giúp Phút San Argentina giành huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Nam Mỹ 2014, vô địch Nation Cup 2014, vô địch Continental Cup 2014, vô địch America Cup 2015, vô địch U20 Nam Mỹ 2016, vô địch FIFA Phút World Cup Colombia 2016. Ông trở thành huấn luyện viên trưởng Futsal Việt Nam từ tháng 8 năm 2022 với hợp đồng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024 với kỳ vọng giúp Việt Nam giành vé dự FIFA Futsal World Cup 2024. Trở lại với trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Futsal Nepal diễn ra lúc 16 giờ hôm nay mùng 9 tháng 10. Theo bạn giữa Futsal Việt Nam và Futsal Nepal, đội tuyển nước nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ nhận định, bình luận dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.